Bây giờ khi mà mình móc quanh rồi nè, không có tăng mũi nào hết thì nó sẽ tròn cái nắp của bé nè. Bây giờ tiếp tục thì mình sẽ đi lên một bính nè, sau đó mình rút ra. Bây giờ tiếp tục mình sẽ lấy kim kim bự để mình may sợi vải này vào trong. Và khi mà mình may sợi vải này thì mình kết hợp mình may luôn cái phần quai đeo của bé luôn để cho nó chắc. Thì bây giờ mình sẽ tính nè, ở đây là 1 2 3 4 5 6 7, tổng cộng là 14 ha, 14 mũi, 14 mũi thì mở ra. Ở đây nè. Thì bạn đếm ở đây nó sẽ là bắt đầu từ đây nha. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 thì ngay đó luôn thì mình may vào. Lấy qua. Nên. Xong rồi lại đâm vào lại cái mũi này. Đâm qua nè. Khi mà nó đi tới đây là 7 mũi. 7 mũi thì mình sẽ chừa ra là mình đi 5 mũi, đi 5 hàng, 1 2 3 4 5 nè. Đến cái hàng thứ 5 này á thì mình bắt đầu mình sẽ ráp hai cái phần coil sắt này vào. Đây. Bây giờ mình sẽ đâm xuống nè. Đâm bên này trước. Rồi mình đâm qua đây. Tiếp tục. Tiếp. Quay lại nè, quay lại mũi nè. Xong bây giờ đâm lên lại. Nó bọc xuống mũi bên cạnh này. Đi tiếp mũi cái bên. Rỉ cho nó chặt. Bên này ở giữa. Bên này. Thôi bây giờ lại tiếp tục đi qua này. Sorry.
Khi mình làm xong cái nắp rồi thì mình sẽ nhìn thẳng nè, đi một đường thẳng xuống đây thì ở đây mình vẽ ra. Đẩy vừa đẩy vừa đặt xuống. Đây. Xong rồi quay lại đây. Đường dây. Bây giờ khi mà mình may lại cái quai đằng sau này thì mình đâm ở dưới này, lật nó ra tí thôi. Cái đáy nằm ở đây thì mình sẽ đi ngay cái phần mà 2 1 nè, mình đi phần 1 nè, đi phần 1 như thế này đúng không, thì mình sẽ giữ cái mũi ở đây thì mình đi ở đây, mình đâm đâm qua nửa cái mũi này để cái giữ lại cho mình cái phần, cái phần này, rồi mình đâm ngược lên này. Đúng không? Đây. Rồi bây giờ mình sẽ may cái này vào. Mấy đường như thế này. Nào. Sau đó mình đi thẳng qua bên này. Giáo sợ đi như vậy thì khi mà nó rớt nó phải đứt cả cái này thì nó mới bị rớt ra đúng không. Thì bây giờ tiếp tục rồi thẳng xuống nè, kéo này. Bây giờ tiến cái phần 2 mũi 1 ít nè, may vậy. Đâm vào trong, trong ta rút ra nha, rút ra rồi lát nữa mình lộn cái phần mũ lại, rút ra đem là xong cái cặp rồi. Bây giờ mình muốn trang trí hình gấu, hình gì thì mình tự mình ấy, mình thích mình trang trí. Bây giờ mình đây là màu xanh thì mình trang trí hình con ếch. Bây giờ mình sẽ làm hướng dẫn làm mắt của con ếch ha. Thì bây giờ mình sẽ đi lên 8 mũi vòng tròn mã thuật và gãy lên 8 mũi đơn. 1 2 3
4 5 6 7 8 sau đó rút lại nè. Ở đây mình cũng sẽ đi mũi xoắn. Đi một chân là hai mũi đơn. 21 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 5 trượt qua như thế này. Mình cắt tiếp tục, mình sẽ nối màu chỉ màu xanh này vào. Giờ mình đi, mình giấu luôn hai sợi này vào luôn. Đi mũi màu xanh này là mũi không tăng. Mình làm xong 12 mũi rồi nè, bây giờ mình cắt. Mình cắt mà cắt xa xa một tí để mình còn may lại. May lại. Rút ra xong. Mình để cũng để siêu một tí thôi. Canh à. Từ ở giữa đi vô hai mũi. Canh ở ngoài này đi vô nè. Đó. Trong thời gian mình dán thì mình bật keo lên. Mình rút lại.
Mình cắt nè. Cái này là mình muốn hình tròn thì mình dễ là mình lấy cái này nè, mình đo vào trong, cắt cắt cắt. Nên bây giờ mình làm cái miệng và hai cái má của nó là như thế này. Bạn có dây thì mình dùng dây màu hồng để mình làm miệng của con mèo. Bắt đầu từ hoặc là bạn kéo nó xuống ở giữa này luôn này. Xong mình đi lên trên. Vậy là xong cái miệng. Như vậy là xong. Cũng có thể là mình dùng như thế này cũng được, còn không thì như vậy thôi là được rồi. Bạn lưu ý đã xong.